Lộn nhanh lên. Ờ. Không có để ăn hai kiểu mấy đứa là không có để ăn. Chỉ có phụ nữ thôi anh. Anh được hỏi hạn rồi. Trời ơi cháy ra nhiều ghê không nè. Tha hỏi cái cây. Tao không rửa chén nha. Ồ, hả? Thôi, nó luôn nó già rồi. Thương quá ha. Cái lòng cho nó. Này. Có cơ. Rồi, chủ nhà. Action. Hôm nay là hơi chậm là bài nhạc tân niên của đây ba. Đây là nhạc của đây ba. Đây ba chứ sáu ba. Với lại sáu ba là Black Sheep. Hàng ké. Black Sheep quan trọng ké. Chú Tuấn Anh là có mặt hà. Còn anh Việt á là gương. Anh Linh là đao. Còn đây là một rừng hoa. Một rừng hoa. Là các anh bạn hoa điệu lên. Hoa già hay đổ tập. Hoa héo cũng là hoa. Thôi, không nói tiếp. Nói tiếp mày. Nói tiếp nên lúc lo ăn rồi. Hôm nay mừng kỷ niệm 6A D3. Học chị em học nhau lại. Mừng với Giáng sinh vui vẻ. Chúc các bạn vui vẻ nha. Cả năm chờ có ngày này Kim Duyên về mới được ăn. Rồi, em nói đi. Gặp được mấy bạn thấy vui rồi. Không cần nói gì đâu. Là mình mới có một buổi tiệc tất niên học mặt bạn bè. Này cho hết đi như gì luôn. Ờ đúng rồi, như gì luôn. Mai coi như buổi họp mặt hôm nay á là 6-3-3 mình họp lại giống như là tổng kết cuối năm rồi chuẩn bị đón năm mới, chúc mừng năm mới, sức khỏe dồi dào, có đầm vui vẻ trẻ khỏe. Rồi hả? Hôm nay 6-3 là ở đây là biết mặt. D3. Nói chung ba gặp ba. D3 gặp ba. Để làm cái gì? Để đi năm mới là cái hồng thì cho hồng nói nhãn chút đi. Ba sao? Ba lá. Ba lá. Ba què. Ba lá.
Nó nói là biết rồi. Có người ta hứa vô nhưng mà đi ba ngày tăng khô hơn, phải mở thêm chiếc mở không chai cho có vừa. Dạ, mở thêm chiếc sọt nó chăng lắm, giờ đem lại đây mở. Không đá thì không được rượu đâu. Cái này là nước táo rồi, không phải không có bỏ đá đó. Thôi không uống được, cứ uống đi. Bây giờ trên đường Hai Bà Trưng á, đối diện với công viên Lê Văn Tám đó, có người ta bán bò bía cũng cuốn cuốn nhỏ nhỏ vậy đó, với gỏi khô bọt. Đúng rồi, đúng rồi. Bên ta không biết sao qua bên chỗ công viên á, ngồi trên cái bờ cánh trường đó, cánh trường nữa, đúng rồi. Nó là gỏi khô bò với bò bía. Người ta bán cho ông như ở chỗ bà Thanh Quan, bây giờ nó không bán. Nó đang bán bò qua rồi. Hồi xưa này nè, nó bán bò, nó bắt hồi xưa người ta có người yêu tên cho Thịnh đó, chấm em ha. Bé không ngay cái anh Thịnh anh đi chạy về xuống mông bọn này về đến bán không anh nên xuống phòng xong rồi cái ảnh mới nói rằng là bao tất cả lẩu cá kèo đi ra được anh chè. Úi dồi ôi, cái thời buổi khó khăn mà anh bao chè chắc hết lương thanh niên xung phong rồi, chắc để toàn hết. Trời ơi, không mấy học hành luôn, mấy con chết đói không học được luôn. Thầy tớ giảng quá thì không nghe luôn. Tại vì chờ đi chè, chờ chưa bao giờ mong chè. Sao nó khó không có rồi. Dù nuốt hết chè dù quên rồi. Đám thì mình có hết mà. Nguyên đám được anh Thịnh cho. Kêu hết không ai làm chưa. Kêu hết, con Huyền nó kêu hết. Nó đâu kè đâu, tại anh kia trả tiền. Anh kia trả tiền mà anh kia chỉ bóp thôi mà. Ê rồi bây giờ anh đâu giờ ra sao rồi? Anh đi Mỹ rồi. Ờ đi Mỹ may quá chứ anh còn ở đó anh khổ quá. Nếu mà đang làm bò người ta ăn đi. Chị ta bao anh kè bò người ta ăn đi. Đau lòng ha, bữa này đau lòng ha. Thanh niên sợ ơi, thanh niên xong xong mà tức đã đám con gái nó ra nó mà đi chè thê thảm nữa. Ai biểu đi mê coi cái đó gì. Anh thấy một đám người ra hẳn nó, anh thấy thôi tôi anh muốn rung người luôn, không biết rung luôn rồi, may quá móc túi đủ ha. Lúc đó là anh đói nguyên tháng đó. Mà sao lúc đó mình không có tội nghiệp nha, đúng không? Công nghiệp mình tài nhánh là lúc đó tù trẻ. Đó là anh chọn dầu dây mình chỉ thấy khói. Anh chạy tiền đi, anh chạy tiền đi không ạ? Đâu phải mồi đâu dây kiếm. Hôm nay có quanh. Hả luôn. Văn 12 đi ba. Kim Oanh nghe, Kim Oanh nghe. Ờ. Ừ. Thầu nè. Hả? Ờ. Sáng nay. Không kêu nó. Ê, sáng nay gì nó gặp nè, hạt gặp nó không rủ. Quên hả? Ừ. Phải lỗi tại sao? Ai? Kim Quang. Không phải lỗi tại sao? Tại vì Kim Quang nó đứng ở phía trong. Hằng nó đứng ở ngoài nói chuyện với ta. Lát rồi Kim Quang nó mới chạy ra. Ồ. Nó tắt nó. Không nhớ. Không nhớ nó học chung mình luôn. Không nhớ luôn. Ê, cái này có cần nước mắm gì đây? Thế là tiếp. No. Nó chín ba cho tao rồi. Rồi. Này sao chỉ là tao mày mà tao nhớ sao biết ta? 11 đề 3 đúng rồi, 11 đề. Mày chê lớp 9 nó đâu yêu nó. Chín mà đâu đâu học chung mấy ngày này đâu. Ê, chuyện tình của Nguyệt mà anh nhớ là tại vì nó ghen. Nó ăn thì dễ thương ha. Ông đẹp lắm đó hả? Quên rồi. Dạ. Nhưng mà mày bị mê cái đẹp trai. Ủa nhưng mà tại sao không chịu anh đẹp mà? Mê cả anh của Mai nữa nhớ không? Thế tao tao mê anh của Mai mê tao mày. Trời ơi, trời ơi, mấy này ghê quá nha. Anh của Mai nhiều đứa mê. Không phải mình mày đâu. Trời ơi. Mà nó đến nhà tao mà nó cứ đòi lông đi con vuốt đến nỗi mà. Ổng thấy chạy luôn. Ổng chạy luôn. Ổng tuốt lên cái kẹt. Còn đẹp không?
xin lỗi một lần đi anh chị đó hả? Có tiếp hả? Mai anh thề mới là một tiếp. Anh thề là ai? Anh của anh chị. Trời ơi, nó chơi cao hơn. Nó chơi cao hơn. Nó chơi cao đúng không? Chơi cao quá. Không, anh thề chứ vậy anh đi. Chưa uống mà nó cài rồi. Nó cài rồi. Anh thề uống rồi. Nó cài nhau là anh biệt rồi. Không anh thiện để ý Tuyết chứ mày Tuyết để ý anh thiện à, mai làm chứng, mai làm chứng, mai làm chứng. Vô vòng vòng nha, vô vòng vòng nha. Vô vòng vòng nha. Ê, biết cái đó nước mắm rồi nhỏ. Ăn ngọt xe ba đó, ăn ngọt xe ba nhiều đứa cũng thích lắm á. Ăn đứa nào không xe ba vậy? Nhưng mà anh Trí rồi, có rất nhiều đứa thích. Hình như Nguyệt với ai nữa ha? Không biết nữa không? Sao mày? Không nhớ. Có Nhung không? Không, hồi đó Nhung đâu có xuống nhà Mai đâu mà Nhung biết. Có, Nhung với Hồng có xuống nhà Mai chị hả? Nhưng mà nó có dũng rồi. Không, bên Hồng thì là... Nhưng mà Nhung có dũng rồi. Mấy thằng nó mê Nhung mới thấy nhắm cặp không làm khó thôi cô bán. Con Nhung hồi đó nó đang ấy ra. Cho hẳn cái hũ nước mắm. Nó xin đây hả? Ừ. Bao nhiêu sức hút dùng nó không cảm ơn không có đứa nào nữa. Nó tán. Vì thấy nó đẹp trong cái này thì nó không đổi nè. Các ổng dài tóm, ổng ngồi ổng rất... Trời ơi, mùi tóc thơm quá. Ồ, mình học kèm ổng hả? Ừ. Cái chỗ cái đường để cảnh, ngay cách nhà thúy mấy căn á hả? Ừ, đó ổng học bách khoa và kèm tóm nhớ không? Quên rồi, chắc có lẽ là ổng xấu trai nên không nhớ lắm. Nhiều khi ổng nghèo đẹp trai ổng là ổng để ý tiếp á. Trên xưa mày tao hối hận tao lấy mày sao mà bà cười thế là ổng lại cười nè. Thôi buổi nay sức mấy nó đè phôn là nó trên hết rồi hết chứ rồi nó cưng là bà cao thủ thịt ha, bà hay thịt đấy cao thủ không không cần translate nó thông lại thế xong không về nó kêu tài của chị. Ờ là chết nữa. Ờ Nguyệt cũng 63. Tức là chung du như hai. Đó. Rồi xong lên tổng cộng hết lên là hai ba. Lên nó thì ngược lại. Rồi người mà tham gia đó mình là hai thì Mai nè. Nguyên Duyên, Hồng, Hạng, Thúy vẫn còn. Đó, đó là Hồng nè, Mai nè, Thúy nè, Thúy này nè, Duyên, Thúy, em nè, Nguyệt nè. Có mình con này không biết nó là đâu. Hạng đâu lại bị hai. Hạng 63, Hạng lên C2. Cũng khác lớp rồi. Hạng C2. Hà là A2. Hà là cô hàng sớm. Mà cái nhỏ Thúy này nó còn hay hơn nữa. Nữa vụ gì nữa? Nó học lớp 1, lớp 2 với Tuyết mà nó không nhớ. Nó khai cái gì đó. Là Tuyết nhớ. Tuyết nhớ. Nó nhớ, không nhớ đó. Đúng rồi. Thúy đừng để nó khai của anh Việt. Không, lớp 1, lớp 2 tha hồ khai. Miễn là nó đàng hoàng, nó không có làm cái gì giống như là accident trong lớp thì thôi. Tại vì tuổi đó nhiều đứa còn accident. Lớp 1 mà một, trời ơi bà lớp 1 đó bà như là công chúa vậy đó. Cả một trường nhìn nó mỗi lần thấy mẹ không nói gì nữa. Không, nó nổi lắm tại vì không biết giờ sao á, chứ hồi bé là da nó còn trắng nuốt mà lúc nào nó cũng bây giờ sao nữa là sao vậy giờ da đen thôi còn hồi bé nó da trắng nuốt không có rồi mặc áo đồng trắng thấy xác nhận đi đúng không mặc áo đồng trắng. Thời đó lớp 1, lớp 2 thời đó mình còn nhảy cò cò ba nhiều khi mặc quần mặc kiếp lộn xộn chỉ là lúc nào cũng đầm trắng nuốt mà trường nào trường Đoàn Thị Điểm đúng rồi. Bây giờ là lớp 2 Đoàn Thị Điểm là cấp 2 mà đúng không nó cấp 1 em học với nó lớp 1, lớp 2 xong rồi lớp 3 thì em chuyển trường. Em học lớp 1, lớp 2 với nó. Nó không nhớ em. Ủa vậy là Tuyết gần đó luôn hả? Em phải đi xe bus tới. Ờ vậy. À đúng rồi. Vậy hả? Cho đoàn điểm luôn đó. Mà hết lớp 5 xong rồi thi vô. Mai học Đoàn Thị Điểm. Ừ. Chị cũng nhiều học Đoàn Điểm. Bây giờ Đoàn Điểm giờ về lại. Ai học cô Năm không? Ai học cô Năm không? Không nhớ tên cô Năm. Không nhớ luôn hả? Có cô... Có cô Tử. Phải cô Năm. Rồi con này con tên gì? Tên gì? Tên gì? Này tên gì? Rồi, con này tên gì? Nhìn cái gì thay luôn vậy? Ai đây? Ai đây, ai đây? Lớp nào đây? Lớp nào đây? Anh này lớp nào? Lớp rung. Lớp rung vậy đó. Không phải lớp nào à? Còn tao? Đưa Quang Hà. Boyfriend với đứa đó. Hai đứa chạy xe giống nhau quá trời. Ồ, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu mất rồi, mất rồi.
nhớ tao nhớ mày là kiểu lớn hơn mày, mày xinh xinh mày có hai lớp đồng tiền đấy mà mày lanh như quỷ vậy đó. Ê, nó với mày đứa nào lanh hơn chú? Tao nghĩ là nó lanh mà nó xinh nữa. Là chấm câu này nghe ta chiều cô này lấy lấy vô xíu thôi, lấy chân thôi, lấy chân thôi à. Chưa qua hạn ha. Ủa chúng già nhỉ. Ê, lần nào gọi mày mày cũng nằm trong bệnh viện vậy? Chứ mày đang nằm bệnh viện. Chứ mày rối loạn tiền đình. Bữa tao gọi mày rối loạn tiền đình cho bữa nay mày dây chằng. Cái gì vậy? Con gái nó dây chằng nó lại nó. Ủa vậy hả? À. Là con gái nó trả lời con nhật là ngon á, con cảm thấy hay quá nhưng mà rất rồi ghét ăn bé nhưng mà không có làm cái đó không có theo ừ, đó nhưng mà kỳ mà ông dắt chứ ra ngoài bắt chơi á sướng hay luôn á ta bé biết sao ông ở bên Mỹ ông về ông trắng á nên tụi nó tính là chùa chiền thì ở Hà Nội á xong rồi cho thuê cái gì á nó tràn tiền ông nhiều. Cái một thằng chạy ra, ông tức á, tại vì nói giá này xong hồi lại đòi giá khác. Cái thằng kia bảo, thôi bỏ đi mày, công an. Công an nè. Công an. Anh mặc tử mặc công an. Thôi, công an nhầm, công an mà. Thôi bỏ đi đi. Tại hôm đó mình mặc áo kaki, nó có cái cầu vai đây rồi. Vậy hả? Xong rồi cái mặt đó, trắng á, giống Hà Nội á, lên Hà Nội thì Hà Nội nó trắng nam. Nhưng mà thôi, đụng phải thằng này, công an nhầm. Đỡ lắm thì ê, lớp hạt của con Ngọc Thanh. Ngọc Thanh nó từ Canada rồi, đi về Việt Nam, nó không mặc quần áo thì theo về Việt Nam ra chợ Bến Thành nó mua đồ mặc. Nó giống như là dân Việt Nam mà cái giọng nó bất kỳ đặc nữa không? Thành ra nó đi ra ngoài Bắc, nó đi gì nó làm giống như là dân ngoài Bắc. Dân còn thăng lạnh tới mà kỳ đó hình như nó bắt mình ra ngoài Hà Nội ký cái tòa lãnh sự Mỹ Hà Nội ký cái chứng giấy gì đâu, đó cho nên mấy phải người luôn mà rồi à, đấy, đếm rồi nó lỏng từ từ cái gì đó tàu hủ tươi đó hả đây là tiền bao này có anh Ninh có rồi thử đi tàu hủ tươi có nước lỏng lỏng nước dừa hả hút thôi phải không tao cần muốn hút đâu. Sáng hơn á, có sáng rõ ràng đâu. Hồi nãy nó hơi tối. Đây có nè, bà đen rồi, bà đỏ, hai bà đen rồi. Rồi, xuống khó khăn. Ngồi ngồi xuống hết trơn rồi, treo lên rồi. Không nổi. Ủa, phải treo lên. Mình đứng cho ai đứng, mình đứng đi. Mình đứng nè. Không, đứng ra đi. Rồi, đó. Rồi, ok. Hai con chân lên. Hát đi cho hấp dẫn Hà, thua Hà. Tha hụ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng đường chè, trăng sáng đường chè lên hát vụ gì vậy chứ không nhớ người đó. Mày đừng có nhiều bài học. Mày nó mà tao mê nó cái bài đó. Trăng sáng vườn chè hả? Trăng sáng vườn chè. Ê, bộ uống ly trà này vô nó hay vậy. Thank you.
Yeah.
tìm nhau trong vòng tay tình yêu.
Thank you.
Tình yêu đi qua như là giấc chim bao ôi.
Oh,
nhiều nơi mình bay về, yêu em luôn gần làng. Suối đại mà hay núi vậy ta. Anh như miếng cà phê mà đi suối. Cây hoa luôn chiều dài. Em xin em.